Vâng, xin kính chào anh em cộng đồng Pi Network Việt Nam. Ngày hôm trước ấy, thì mình có làm một cái video về thông báo của ông Nikunat và đội ngũ Pi Team tạm thời cấm anh em Pioneer ở một số nước và một số khu vực ở Ukraine tạm thời không được đào Pi nữa. Thì rất nhiều anh em nhắn tin hỏi bọn là thế tại sao cái Pi Network là một dự án nhân văn mà lại cấm người ta đào là như vậy. Thì anh em cũng phải thông cảm cho đội ngũ Pi Team, bởi vì anh em phải nên nhớ là để thu hút được các nhà đầu tư lớn ấy và các tổ chức tài chính truyền thống đầu tư vào crypto đấy, nhất là các công ty và nhà đầu tư của châu Âu và Mỹ, các dự án phải tuân thủ các quy định của bên Mỹ và Liên minh châu Âu về cấm vận khủng bố và rửa tiền. Thì đây chính là cái tình trạng chung của toàn thị trường, không chỉ riêng về Pi Network. Hôm ngày mùng 2 tháng 3 đấy, thì ông Nikunat có thời gian rảnh, ông đã lên trò chuyện ở trên phòng trò chuyện của Pi Network và trả lời rất nhiều cái câu hỏi của anh em. Thì có hai câu hỏi mà mình thấy là tâm đắc nhất với ông Nikunat này. Thì có một bạn hỏi là có nhiều trường hợp khuôn mặt bị biến đổi không giống giấy tờ tùy thân ấy, thì như là tai nạn giao thông này, khởi thẩm mỹ phẫu thuật này, hoặc hình trong giấy tờ chụp đã lâu không giống như hiện tại. Các trường hợp này thì ông Nikunat ông cũng đã trả lời rất rõ ràng là tất cả anh em nếu mà gặp trường hợp này ấy, thì có thể kháng nghị để giải thích và sẽ được xét duyệt từng trường hợp. Mà anh em cứ yên tâm đi, bởi vì nếu mà bây giờ cái khuôn mặt hiện tại nó không giống như giấy tờ đấy thì còn có người kiểm duyệt cơ mà. Sẽ có 4 người kiểm duyệt cho anh em và 4 người này đấy sẽ cùng quốc gia với người KYC cùng quốc gia nhé. Và 4 người này nếu mà đồng ý cho anh em là đây chính là khuôn mặt của anh em đấy thì anh em sẽ vượt qua KYC và anh em sẽ phải trả 1 Pi cho 4 người này. Có một cái câu hỏi của bạn đối với ông Nikunat mà mình cảm thấy rất là thú vị, rất là tâm đắc này. Bạn ấy hỏi là hiện nay thì có rất nhiều loại tiền điện tử sắp ra đời, sẽ ra đời và đã ra đời thì liệu Pi có cạnh tranh được với những loại tiền điện tử này không? Thì ông Nikunat ông trả lời rõ ràng càng nhiều tiền điện tử trên giới càng vui, tất nhiên có những lợi ích riêng và tôi nghĩ Pi sẽ là tốt nhất và thời gian sẽ trả lời câu hỏi này. Thì đúng rồi còn gì nữa, ông Nikunat ông có dự án của ông ấy tuyệt vời như thế, một dự án nhân văn như thế, một dự án mà huy động cộng đồng đông như thế thì ông ấy có sợ gì. Ông ấy càng nhiều tiền điện tử tham gia thì càng tốt, càng là bước đệm để cho Pi Network phát triển. Ví dụ như anh em trả giữ anh em học giỏi thì anh em thi học sinh giỏi cấp nhà trường thì nó khác hẳn với thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp thế giới, nó khác đúng không? Càng tổ chức thi ở cái khu vực rộng thì càng chứng tỏ rằng mình là người giỏi. Pi nó cũng thế thôi, Pi càng nhiều tuần điện tử thì càng có thể đem Pi ra so sánh cái loại điện tử đấy và thể hiện cái sự vượt trội của mình, thế mới gọi là đẳng cấp. Chả phải sợ gì đúng không, mình là một dự án tốt như thế thì chả có sợ gì hết. Ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022 đấy, cách đây vài ngày đấy, thì nhóm Pi Network của Mỹ đã đưa ra câu hỏi khảo sát về sự đồng thuận của Giáp. Ở đây đấy, trưởng nhóm đã đưa ra câu hỏi là bạn sẽ chọn cái giá trị của Pi là bao nhiêu. Thì ở đây có 4 sự lựa chọn, một là giá 1 đô, 2 là 100 đô, 3 là 314 đô và 4 là 1.000 đô. Thì đối với câu hỏi khảo sát này ấy, thì có 403 lượt bình chọn, trong đó đấy, 1 đô là chiếm 5,5% và 100 đô là 11,9%, 314 đô là 33,7% và 1.000 đô nhiều nhất là 48,9%. Một sự bình chọn, một sự đồng thuận rất là cao đối với giá 1.000 đô một Pi. Không hiểu tại sao mà có những cái trường hợp là vẫn chọn giá trị của Pi là 1 đô. Không hiểu anh em nghĩ gì. Nếu mà đã là sự đồng thuận rồi thì anh em chọn cái giá cao nhất cho mình. Có thể ít ra thì tôi không tin được thì cũng chỉ là 314 đô hoặc là 1.000 đô thôi, nên chọn vẫn chọn 1 đô, 100 đô. Không hiểu anh em nghĩ kiểu gì. Bây giờ đã đồng thuận thì mình mong rằng cái đồng thuận 100% là chọn 1.000 đô một Pi, thế giá trị nó, thế đồng thuận nó gọi là sự đồng thuận thì mình cứ chọn cái giá cao, tại sao phải chọn giá thấp làm gì đúng không anh? Rất nhiều anh em Pioneer có nhắn tin hỏi mình ấy, bảo là anh ơi có phải là bên Pi Network của Trung Quốc đã cập nhật một mục mới trong Pi Browser, đó là mục point.py và mục store.py không anh? Thì mình xin trả lời là hoàn toàn là sai. Đây là bức ảnh tự chế nhé, nên anh em cần lưu ý
Hiện nay nếu mà ông Nicolas ông cập nhật thì nó cập nhật chung toàn thế giới chứ không riêng gì một quốc gia nào cả. Nên anh em cần chú ý và chọn lọc những thông tin, đừng để người khác câu view ảnh hưởng đến cái giá trị của Pi, ảnh hưởng đến ông Nicolas dự án của Pi Network. Hiện tại thì tốc độ khai thác của anh em là 0,0237 pi trên giờ. Nhiều anh em ấy thấy chậm nên lười ấn tia sét vì nghĩ rằng nó chẳng được bao nhiêu. Nhưng có thể tốc độ đó là điều mơ ước trong 5 đến 10 năm nữa. Nên trong cuộc sống của chúng ta luôn cảnh giác với lừa đảo là tốt, nhưng mà cảnh giác quá thì lại đánh mất đi cơ hội của mình. Đặc biệt là với dự án Pi Network thì chúng ta cố gắng hãy kích tia sét bằng sự hiểu biết của mình về dự án Pi thì mới bền vững được. Chúc anh em Pioneer cuối tuần vui vẻ.